Xin chào các cầu thủ chân chính của Cà Phê Nhân Phẩm. Nói đến đội hình nào đang có tỷ lệ lọt top và top 1 nhất trong meta hiện tại thì câu trả lời át hẳn sẽ là Lữ Khách, Flexible rồi đúng không anh em? Tụi mình cũng đã làm một video hướng dẫn cách triển khai giáo án này sao cho hiệu quả cách đây không lâu. Anh em có thể tìm và xem lại để làm chủ meta rồi leo tới mức rank mong muốn nhé. Nhưng đấy chỉ là lý thuyết thôi. Để thấy được một ví dụ thực tiễn thì hôm nay mời các ông chiêm ngưỡng cách mà Robinson, cầu thủ top đầu server Bắc Mỹ triển khai từ đầu tới cuối ra sao với con bài Jin ngoại đạo Lữ Khách đi cùng Garen thần giáp. Anh em mình vào việc. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Sau ba rau quái đầu tiên, Robinson bị thòm một mảnh đồ, nhưng đổi lại đã tích cho mình 10 vàng từ sớm. Trận đấu bắt đầu với các nâng cấp anh hùng bậc 1 và 2 để người chơi chọn hướng đi. Robin hài lòng với nâng cấp thợ săn sân đấu nhỏ của Pai nên chốt luôn mà không cần đổi lại. Với nâng cấp này, các đòn đánh và kỹ năng của cả team sẽ gây thêm 10% sát thương, tăng lên thành 25% với kẻ địch ít hơn 1.400 máu. Có một khởi đầu tương đối khởi sắc khi sở hữu cho mình cá sấu và Lucian 2 sao đi cùng Pai. Anh có trận thắng trước nhà đạo Trích ở lượt ra quân. Round tiếp, thêm Blitz vào kích đấu sĩ, gia tăng chống chịu. Đối phương mới cấp 3 nên không thể gây khó dễ cho Robin. Morgana được tham chiến thay cho Blitz. Với bộ kỹ năng khống chế khó chịu kèm hiệu ứng giảm giáp kháng phép thì giá trị cô mang lại chắc chắn sẽ nhiều hơn Blitz. Nhưng khá đáng tiếc khi bên kia khỏe hơn với dàn tranh lưu binh, câu kéo đủ thời gian cho Lulu và Lắc 2 sao gây đam. Sẽ không có chuỗi tháng 3 cho chàng trai của chúng ta. Với 98 máu thì anh chấp nhận phải nhặt đồ sau cùng nhà 100 máu. Anh nhặt Compile để lên 2 sao cùng mảnh cung và gậy. Lên 5, cho Ezreal vào để kích rút súng nhanh. Cung xanh được tối ưu cho Lucian dù nó không phù hợp cho lắm với nguồn sát thương phép anh Garen gây ra. Nhưng cách tối ưu này cũng cho thấy Robin đã chốt hướng đánh vật lý nên lắp luôn để giữ máu. Anh gặp thêm một con nghiện trong lobby nên bảo toàn được máu round này. Round quan trọng trước quái, biệt độ vô cực sở hữu ngộ không 2 sao để tranh. Nhưng hệ vệ quân trở nên vô dụng khi đối đầu cung xanh. Bật mã ôn không thể chống chịu quá lâu. Lucian cùng Ezreal liên tục nã đạn vào đầu đối thủ, chiến thắng áp đảo với 3 chest. Người đá trả thêm 2 Kai'Sa, nâng cô nàng cánh sen lên 2 sao và bonus một gậy. Anh chuyển đổi carry đép máu từ Lucian sang Kai'Sa với hai món là cung xanh, mũ phù thủy và có chiến thắng trước nhà Ash Reroll khi mà họ chưa lên được Ash 3. Vòng chọn tiếp theo nhẹ nhàng thôi với nâng cấp bạc, vọng âm Luden, Vô lành vũ trụ và băng trộm. Quyết định của Robin là bốc cho mình cái bát. 3.4, lên cấp và thêm Lee Sin kích đấu sĩ. Pai random ra vuốt rồng huyết kiếm kết hợp cú lướt làm choáng gây khó chịu cho Lucian. Bên phần sân của ta thì Kai'Sa được freedom, từ đó cháy lên ngọn lửa win streak. Đi chợ, anh lụm cái nịt trên người Miss Sochun. Sẽ có khả năng giảm hồi máu sau khi giáp lửa được lắp cho cá sấu. Lên 7 cho nàng thỏ chung vui. Đối phương cũng không hề thua kém vì cùng cấp độ với anh. Hai bên PK khốc liệt, 1-9-1-10 và kết quả cuối cùng, Robin chiến thắng xít sao một chest. Nhà đạo Trích ở 3.6 vẫn chưa hoàn thành phi vụ và team cũng chưa up được 3 sao, nên chắc chắn rồi, kèo trên sẽ nghiêng về Robinson, anh đấm đối phương 4 chest. Bãi sói trả về 4 mảnh là 2 giáp, 1 găng và 1 giọt nước. Giáp gai cho cá sấu, bàn tay công lý cho ái nữ Kai'Sa. Anh đối đầu nhà top 2 đang cháy ngay đầu 4 chấm. Nhìn tổng thể thôi thì ta cũng có thể hiểu tại sao họ lại cháy như thế. Sivir 2 sao có hai đồ đam từ sau, phía trên thì có Shen 2 và Garen kích vệ quân, đồng thời gây khống chế. Công thủ của họ đều toàn diện và chất lượng làm nên tất cả. Cá sấu không thể chống chịu quá lâu, đội hình Robin tan vỡ và mất 10 máu. Vòng chọn cuối cùng là nâng cấp kim cương với Donnie đóng giày, tú độ ấp và kho thần tích. Lựa chọn cuối cùng của Robin là kho thần tích. Đã có 3 đồ đam nên giờ anh sẽ lấy đô thủ là vuốt rồng ánh sáng. Có thêm món này, cá sấu như hóa thần. Một mình nó gồng gánh hết sát thương sau khi Warwick nằm xuống. GF có đầy đủ trang bị cùng dây khổng lồ, cũng không thể làm thịt được con sấu chúa này. Nó hậu thuẫn cho Kai'Sa bắn to đầu đối thủ. Blitz phòng ngự thích nghi được roll lên 3 sao để làm tranh cơ chính của các tình nhân, giúp họ được an toàn ra chiêu, kéo dài combat để cộng dồn AP. Không thể vượt qua được Blitz 3 thì không thể gây đam cho con Lulu 3 sao kia. Nó được chơi từ A đến Z và Robin bị đấm nguyên sàn. Anh đi chợ, nhặt Garen cầm 2 kiếm. 4.5, anh lên 8 và bắt đầu xoay bài. Cho Vex vào,
bán đi hai đấu sĩ cùng các tay rút súng nhanh, chỉ giữ lại Pai để kích lựu khách hư không. Samira và Sivir tham chiến với hệ xạ kích. Jax và Ngộ Không cũng được bổ sung để kích thần giáp cho Garen. Đồ thủ được dồn cho thần giáp, còn kiếm tử thần, cung xanh và bàn tay thì cho Samira. Tưởng chừng như một đội hình lấp cấp với tướng một sao rất nhiều, Jax cũng chưa được hưởng hệ gì. Nhưng với vuốt rồng ánh sáng, đủ để Garen chịu những đợt tấn công từ các ma pháp sư. Chưa cần tới Samira thì Pai lướt tới tiếp cận TF rồi đánh thường cầu máu. Phát đánh trước khi lướt lần tiếp theo, nó gây sát thương chuẩn và cho TF lên đường. Mất đi carry chính, chỉ còn carry phụ là Nico, nhưng cũng sẽ vô nghĩa trước con Garen khổng lồ còn sừng sững ở đây. 4.6, Vex và Jax lên 2 sao, cho Jax hưởng hệ linh vật từ Vex, cho bỏ vào sân vì nó cũng là linh vật và 2 sao nên có thêm tranh. Nhà đạo trích đã lên được Ezreal 3 sao. Pha chọn vuốt rồng ánh sáng của Robin thực sự là hữu dụng. Dù chỉ Garen 1 thôi, nhưng với trang bị này, nó đã ôm đam từ Ezreal cùng các tay rút súng nhanh khác rất nhiều. Sau một hồi thì Garen đã phải nằm trước Vi tiềm lực vô song. Trong lúc hai rút súng nhanh vừa hạ được Vex rồi tiến tới chỗ Samira, thì bông hồng sa mạc sử dụng kỹ năng ứng biến của mình, xả loạt đạn, cùng lúc hạ thêm Manfi và Miss Fortune. Nên chỉ là một trận thua đẹp của Robin mà thôi. Bán Samira và chốt bài lữ khách ngoại đạo khi người thay vào là Virgo. Cung xanh, hai kiếm lắp cho Jean. Virgo cũng có phần với mũ phù thủy và bàn tay công lý. Quái sâu trả về một cung và dương vũ khí. Chú Tư cũng không phụ lòng anh khi lên hai ngay sau đấy. Anh đảo lốc của những giây cuối và thành công khiến Jean địch bị phong ấn vài giây. Nhưng nhìn lại thì Jean của ta còn nặng tội hơn vì dính lốc ánh sáng. Không thể trách Robin được vì việc xếp Jean đi cùng Jax khiến việc né lốc là rất khó. Leona thái dương hạ san thẳng đầu Garen khiến thần giáp phải bốc hơi. Trước đấy, Pai đã ra sức cấu được rất nhiều máu của chú Tư bên kia. Jean của Robin nã đạn kết liễu Leona. Chàng Trap Boy Virgo hạ gục thành công Jax, nhảy tiếp về phía sau. Lớp gia bảo của Ngưu binh được kích hoạt, hứng thêm được một đòn đánh thường của Jean. Chú Tư team ta bắn phát thứ tư, nhẹ nhàng tiến đối trọng lên bảng, rồi sau đấy bắn hạ Vex và khép lại combat. 5.2, gập bóng của nhà Ash 3. Sau khi hạ được Vi và Blitz thì tạo được một khoảng trống cho mặt Jean. Chú Tư tận dụng thời cơ, focus thẳng vào Ash, trong khi cô ta còn đang mải mê gãi ngứa cho Garen. Carry của họ đã đi nấu ăn, kẻ bất dung thứ dùng hết sức bình sinh cũng đã cho Garen nằm xuống. Nhưng lúc này hắn đã quá thấp máu rồi và đợi chờ cái chết đến từ nghệ sĩ tử thần. Nhà TF carry ở 5.3 thì không đi theo phong new binh cơ bản mà kẹp vào các tướng đắt tiền như Achok, Sinra, Mordor và Fiddle. Fiddle tung bão quạ kết hợp quỷ thư nên có khả năng giảm hồi máu diện rộng. Cây chùy khổng lồ của Mordor đập xuống kết liễu Alistar. Jean vẫn đang được an toàn. Nhưng liệu một mình Garen có đủ sức chịu hết các đòn tấn công không đây? Câu trả lời là không rồi. Garen buông kiếm, chú Tư lạc lõng giữa một rừng địch và còn lại 45 máu. Giảm giáp thì có rồi nhưng chưa có giảm kháng phép nên đi chợ anh chọn giao điện. Garen lên 2, giao điện ở lắp cho Vex. Để tránh bị đòn thì Robin đảo qua đảo lại Jean và Vex. Nhưng rồi cuối cùng Jax lại nhận hệ tin tặc từ Pai. Không có ngoại đạo, Jean và Virgo coi như mất đi một lượng đam đáng kể. Garen cứu vớt tình thế nhiều khả năng làm vua lì đòn. Tuy nhiên càng về lâu về dài thì các tình nhân lại càng mạnh lên. Chuyện gì đến cũng phải đến, Garen nằm xuống, Jean lên dĩa. Robin nhận về trận thua đáng tiếc. Gặp lại nhà tiên tri lần nữa thì 5.6 này Robin múa mượt hơn trước nên không bị mất hệ ngoại đạo nữa. Cũng thành công né được lốc ánh sáng trước mưu đồ cho Garen lên không của địch. Chưa hết, anh còn lốc được Jean của địch nữa cơ. Một combat quá chỉnh chu đến từng chi tiết. Nhưng khoan đã, còn Leona đang đứng trước mặt Garen và có Blue, hào quang rực rỡ rọi ngay đầu và sát thương chuẩn sẽ làm Garen phải bay màu. Tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng không, mất Garen, đội hình tan vỡ. Một mình Jean không có khả năng cân tất và còn lại 20 máu linh thú. Lấy thêm đồ cho Virgo là bàn tay công lý, anh áp được Echo 2, thêm tranh và kích hộ công tăng kháng phép. Các ma pháp sư bị counter chặt bởi vuốt rồng ánh sáng. Garen bất tử, tranh từ đầu tới cuối. Jean chỉ việc đứng sau bắn, mang về chiến thắng, bảo toàn lượng máu quý giá ở thời điểm quyết định thế này. 6.2, Ugot lên 2, Robin bán luôn Virgo và dùng Ugot cầm đồ thay cho nhà vua. Cơn đại hồng thủy hất tung TF lên một hàng. Garen không hề ấn gì sau khi lãnh truy của Mordor. Combat kéo dài rất lâu, Garen là ngôi sao sáng của trận chiến. Vuốt rồng ánh sáng quá lợi hại giúp chiến giáp không ngán những lá bài đến từ TF hay những cú dập từ Virgo. Ugot và Jean được hậu thuẫn, đứng sau an toàn hoàn thành nhiệm vụ gây sát thương. Đi chợ, anh nhặt ấn Ngưu binh.
Về tới nhà với hơn 40 vàng thì anh Ron dính rất nhiều Garen. Và đây rồi, sức mạnh của Demacia đã thực sự trỗi dậy. Garen phiên bản mạ vàng Pro Max. Lắp ấn nghiêu binh cho Echo, còn các mảnh đồ từ Dương Ugot thì anh lắp kiếm súng cho Vex. Đối thủ cũng chưa bỏ cuộc vì họ còn tới 43 máu. Cú cắm kiếm đầu tiên của Garen làm sâu bất tỉnh nhân sự. Thủy triều Ugot hất tung đội hình phía bên phải. Lulu dù có dây khổng lồ nhưng sát thương từ con tướng một vàng không có siêu tăng trưởng thì rất khó có thể làm Garen bị chảy da hay sốc vậy. Garen đi thẳng tới chỗ Lulu, cắm nọc vào tiểu tinh linh và chắc chắn rồi, không có đường thoát. Một chiến thắng quá áp đảo. Cho Leona thay Ngộ Không, vừa có hộ công vừa có ngoại đạo. Cho team lùi hết xuống dưới để Garen ôm đam. Máy chiếu được lắp sau luôn cho chắc cú. Con Garen này nó bất tử cờ MNR anh em ạ. Đã Garen 3 mà còn có vuốt rồng ánh sáng nữa thì nhà tình nhân cứ như là bố gặp ông nội. Thế trận quá một chiều và không có một tia hy vọng nào cho đối phương. Họ bị đấm còn 6 máu và cuộc chiến kéo sang 7 chấm cho đủ thủ tục. Robin thay Ugot bằng Fiddle. Nhà kia thì chọn phương án là kẹp tin tặc và đưa Lulu ra tuyến sau để tấn công chủ tư. Lulu bay vào giữa chọc giận người que. Fiddle nhảy lên giữa sân với cơn bão quả. Lulu bị Garen choáng cho đến chết và đứng làm trò tiêu khiển cho chủ tư. Sona bị nguyên team Robin ép góc. Và GG, trận đấu kết thúc mãn nhãn với sức mạnh của chủ tư dưới sự bảo kê cực kỳ uy tín đến từ Garen 3 sao. Một trận đấu cho thấy được cách mà một top thách đấu Bắc Mỹ giữ máu, chọn thời điểm roll để up team, rồi lại cảm nhận được sức mạnh đội hình để lên 9. Từ đó mà tỷ lệ tướng 4 vàng cao hơn và giúp anh chịu hồi được sức mạnh của Demacia, ngạo nghễ giành lấy top 1. Video tới đây đã khá dài, cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Đừng quên một like, một share, một subscribe và chờ vào nút chuông để không bỏ lỡ những video hay ho từ Cà Phê Nhân Phẩm. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.